Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra hơn 24.500 tổ chức đảng và trên 106.000 đảng viên. Cấp ủy, các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 142 tổ chức đảng, trong đó khiển trách 99 tổ chức đảng, cảnh cáo 43 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 6.519 đảng viên, trong đó khiển trách gần 4.906 đảng viên, cảnh cáo 1.144 đảng viên, cách chức 235 trường hợp, khai trừ ra khỏi đảng 234 trường hợp. Đặc biệt, Ban chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với hai đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng và nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng. Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng, khiển trách 2 đảng viên, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 19 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, những nơi có nhiều vấn đề nổi cộng, gây bức xúc trong xã hội. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn với hai nhóm vấn đề được đông đảo cử tri nhân dân quan tâm, đó là việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, chất vấn về công tác quản lý khai thác sử dụng quỹ nhà đất thuộc quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. Dự phiên chất vấn có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tái chất vấn về việc chậm triển khai các nhà máy xử lý rác thải và dự án xây dựng trạm bơm tiêu thoát nước, nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố làm rõ nguyên nhân vì sao sau nhiều năm các dự án này vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó, tình trạng ùn ứ rác thải tại các quận huyện và tình trạng ngập lụt sau mỗi trận mưa lớn xảy ra ngày càng thường xuyên, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Trả lời ý kiến đại biểu liên quan đến việc chậm triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, tới đây, thành phố sẽ xem xét lại năng lực của chủ đầu tư các dự án và thể hiện rõ quan điểm nếu không thực hiện sẽ thu hồi để kêu gọi nhà đầu tư khác hoặc đầu tư công. Liên quan đến việc xây dựng các công trình cấp thoát nước, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định nguyên nhân khiến dự án chậm, trách nhiệm thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bên cạnh đó, việc chậm triển khai là do công tác quản lý lỏng lẻo nên gặp khó khăn trong xác định nguồn gốc đất. Thành phố Hà Nội đề nghị các sở ban ngành chậm nhất trong năm 2022 phải hoàn thành xong giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch. Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, tỉnh Thái Bình phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức hội nghị kết nối Thái Bình-Hàn Quốc. Hiện nay, Hàn Quốc có 26 dự án đầu tư vào tỉnh Thái Bình với tổng số vốn đăng ký 128 triệu đô la Mỹ. Khu kinh tế Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trên diện tích hơn 30.000 ha với 22 khu công nghiệp. Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Thái Bình đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty Korea SMT Core với dự án nhà máy Jinjiang Electronic Vina tại khu công nghiệp Liên Hà Thái thuộc khu kinh tế Thái Bình với tổng số vốn đầu tư 21 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trọng điểm và hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Các dự án giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ-Ninh Bình. Địa phận tỉnh Hà Nam đến nay đã cơ bản đáp ứng được tiến độ đề ra. Tuy nhiên, tỉnh Hà Nam cần chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công đặc biệt lưu ý về mặt kỹ thuật. Chủ đầu tư các dự án cần ra soát lại toàn bộ các đường giao cắt tại khu vực đường dân sinh nhằm bảo đảm an toàn giao thông.